Báo Nhân dân có bài viết bảo đảm nguồn hàng phục vụ thị trường Tết Nguyên đán. Thời điểm này, hầu hết doanh nghiệp sản xuất, thương mại đều đã xây dựng kế hoạch và chủ động phương án dự trữ, cung ứng hàng hóa nên khả năng thiếu hụt nguồn cung hay là biến động bất thường về giá cả ít xảy ra. Theo thông tin từ Bộ Công Thương, Bộ sẽ thành lập tổ công tác đặc biệt tại ba miền để dám bám sát diễn biến thị trường, tham gia phối hợp kết nối cung cầu hàng hóa thiết yếu giữa các địa phương, đáp ứng nhu cầu của người dân, bảo đảm không đứt gãy chuỗi cung ứng. Đa số các báo số ra sáng nay đều đưa đậm nét về phiên thảo luận tình hình kinh tế xã hội của Quốc hội. Báo đại biểu nhân dân có bài viết kiên trì khoan thư sức dân, nuôi dưỡng nguồn thu. Trong ngày thảo luận trực tiếp đầu tiên về kinh tế xã hội và phòng chống dịch COVID-19, các đại biểu quốc hội một lần nữa nêu rõ đại dịch đã gây ra những ảnh hưởng, thử thách chưa từng có, làm đứt gãy các liên kết trong nền kinh tế, ảnh hưởng nặng nề đến mọi mặt của đời sống xã hội, sức khỏe và tính mạng của nhân dân. Do vậy, trong các giải pháp đề ra cho phát triển kinh tế xã hội năm 2022, một trong những vấn đề đặt ra đó là chính phủ cần kiên trì chính sách khoan thư sức dân, nuôi dưỡng nguồn thu. Trong khi trường học bỏ trống, giáo viên không có việc làm thì phụ huynh là công nhân lao động cũng rất vất vả. Nhiều trường hợp phải bỏ con nhỏ ở nhà trong tâm lý bất an. Họ mong con được đến trường từng ngày để yên tâm tham gia lao động sản xuất. Công nhân mong con được đến trường từng ngày là bài viết trên báo lao động công nhân người lao động không thể xoay sở khi con cái chưa đi học. Phụ huynh phải cắt cử nhau, thậm chí nghỉ làm ở nhà trông trẻ, trong khi áp lực chỉ tiêu đè nặng. Một số người người tặc lưỡi gửi con ở nhóm trông tự phát, không bảo đảm an toàn. Được đến trường không chỉ là nhu cầu của học sinh mà còn của gia đình. Bởi lẽ không thể có bình thường mới, không thể khôi phục kinh tế nếu các bậc phụ huynh vẫn canh cánh trong lòng việc con phải ở nhà. Sớm cho các em ở vùng an toàn đến trường chính là thực hiện nghị quyết 128 của chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Thời điểm này các môn học phải hoàn thành bài kiểm tra 15 phút thường xuyên rồi là dục dịch khởi động cho đợt kiểm tra giữa kỳ. Yêu cầu khách quan, trung thực và công bằng lại một lần nữa được đặt ra và quả thật chất lượng giáo dục quả là khó đánh giá thực chất thông qua các bài kiểm tra trực tuyến này. Làm sao khách quan khi kiểm tra trực tuyến là bài viết trên báo Tuổi trẻ. Theo bài viết, phụ huynh cần tạo lập cho con trẻ ý thức tự học, tự lực khi làm bài kiểm tra, tính trung thực trong thi cử, kể cả kiểm tra trực tuyến rất cần được vun bồi bằng lời nhắc nhở thường xuyên và nghiêm túc nhất. Đặc biệt là cha mẹ hãy chấp nhận điểm số chưa đẹp, thành tích chưa như ý của trẻ. Từ đây chúng ta mới đo lường được chất lượng học tập trực tuyến để đánh giá khách quan, minh bạch quá trình dạy học và có giải pháp điều chỉnh phù hợp. Thưa quý vị, những ngày qua dịch Covid-19 có thêm những diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương. Số ca mắc có chiều hướng tăng tại một số tỉnh thành như là Hà Nội, Bắc Giang, Tây Ninh, Bình Thuận, Cà Mau. Covid-19 trước nguy cơ bùng phát là bài viết trên báo Đại đoàn kết. Theo ý kiến các chuyên gia, số ca tăng trong những ngày qua cũng là một điều cảnh báo với tình trạng buông lỏng kiểm soát thực hành phòng chống dịch của người dân và chính quyền. Vì vậy, cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đồng thời cần có những biện pháp xử phạt thích đáng đối với những trường hợp vi phạm. Thời gian gần đây các lực lượng chức năng liên tục phát hiện những hành vi làm giả giấy tờ như là bảng lương, hợp đồng lao động. Đặc biệt là Bộ Công an vừa cảnh báo hiện tượng làm giả sao kê tài khoản, cam kết cấp tín dụng, xác nhận số dư tài khoản xuất hiện ngày càng một nhiều. Đây là nội dung bài viết cảnh giác với nạn làm giả giấy tờ trên báo Hà Nội Mới. Bộ Công an cảnh báo các cá nhân tổ chức khi làm thủ tục sao kê tài khoản, xác nhận xin cấp hạn mức cam kết tín dụng cần liên hệ trực tiếp với các ngân hàng để đề nghị hỗ trợ làm thủ tục. Đặc biệt không sử dụng các dịch vụ được mời chào trên các mạng xã hội, không thông qua các đối tượng trung gian không rõ lai lịch để làm các thủ tục nêu trên, tránh tạo điều kiện để các đối tượng xấu lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.